Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 3. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 1, 0. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9357, 2718, 0004. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9883. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 64830, 69355, 69629, 82587, 53417, 28575, 41540. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 90874, 36844. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 48462. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 39804. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 146986. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 146986.